Rồi, xin chào các bác. Thì hôm nay là một ngày chủ nhật cũng khá là rảnh rỗi nên em sẽ hướng dẫn cho các bác nào mà chưa biết ấy, một số cái kinh nghiệm của riêng em thôi nhé, về cách chọn mua mấy cái dòng LG hiện tại bây giờ ấy. Tại vì nhiều anh em mới vào hội hoặc là mới biết đến LG ấy, thì thường hỏi những câu hỏi mà rất là cũ rồi, dẫn đến là nhiều anh em cũ hơn ấy, không muốn trả lời hoặc là có trả lời theo kiểu mà không được hay cho lắm, thì như thế dẫn đến những cái mâu thuẫn và những và dẫn đến là cãi nhau trên hội thì cũng không được hay cho lắm. Thì hy vọng là các bác sẽ xem vào cái clip này để mà các bác có thể phân biệt được LG nó đang như thế nào thôi. Rồi, ok. Rồi, thì cái điều đầu tiên ấy, thì khi các bác mua một con máy ấy, thì chắc các bác sẽ nghĩ đến sẽ chọn một cái thương gia nào đó uy tín để các bác mua. Thì như em đã biết ấy, thì đặc biệt ở hội LG mình ấy, thì đa số các thương gia đều khá là uy tín. Tất nhiên thì uy tín ấy, thì là trước khi bán được máy thì ai cũng uy tín hết, ai cũng rất là nhiệt tình, rồi tư vấn các kiểu này nọ rất là ok, ai cũng thế thôi. Nhưng mà sau khi bán được máy rồi ấy, giả sử con máy đó không sao thì ok, giả sử con máy đó bị lỗi gì đó thì không phải ai cũng uy tín nữa đâu. Thật sự là như vậy, có rất nhiều anh em bán hàng mà sau khi thấy máy lỗi thì thường thường là vòng vo rồi hoặc là tìm cách nào đó đổ lỗi cho người dùng. Tất nhiên thì phải tùy vào cái lỗi đó như nào, cũng có thể là do người dùng, nhưng mà đa số là đều thấy rất nhiều người để mà vòng vo, để mà không mục đích để mà không phải bảo hành. Thì em nghĩ là thay vì mình tin vào người bán ấy, tất nhiên người bán thì cũng phải tin người ta, nhưng mà tin một phần thôi. Và các bác nên tự trang bị kiến thức cho mình để mà có thể test được con máy nào đó nó ok nhất có thể. Thì tiếp theo ấy, là khi các bác nhận một con máy ấy, kể cả các bác mua trực tiếp hay là mua online ấy, thì đặc biệt là mua online nhé, thì các bác khi mà nhận hàng ấy, thì các bác nên quay lại một cái clip khi mà mình bóc cái hộp đấy ra ấy, tại vì sợ là khi bên vận chuyển người ta vận chuyển nó sẽ gây ra hiện tượng, có thể gây ra hiện tượng mà bị móc méo hoặc là cấn gì đó. Thì nếu như mà mình không quay lại, nếu mà rủi ro nó bị mà mình không quay lại thì người ta sẽ có thể là đổ lỗi cho mình là tại mình sử dụng nó bị như vậy. Thì các bác nên cẩn thận quay lại một tí thì cho chắc ăn. Thì trước tiên về cái ngoại hình ấy, thì các bác phải kiểm tra được là những cái tiếp xúc giữa khung viền với đắp lưng với màn hình trước và các nút bấm camera các thứ, xem là nó có khít không. Nó khít, nó không có độ hở nhiều nhé. Đương nhiên thì cái dòng LG ấy, cái độ hoàn thiện nó chưa được tốt cho lắm, nó vẫn có khe hở. Mà có mấy cái clip mà em đã nhét được tự tiền vào đây này, thì cái nó có, nhưng mà không đến nỗi mà nó hở bung mét ra hoặc là nó có những cái keo thừa ở đây đâu, không có đâu. Nó hở một tí nhưng mà nó vẫn chống nước được, có áp suất đồng hoàng. Đấy, thì các bác nhìn kỹ nhé, mắt các bác phải tinh, nhìn kỹ xem những cái rìa rìa này, những cái chỗ tiếp xúc này nó có bị keo thừa gì không. Đấy, các nút bấm có nảy không, có nảy có ăn không. Đấy, nút nguồn thứ có nảy thứ không. Đấy, rồi thì cái này bắt buộc các bác phải tinh thôi, chứ không ai chỉ ai được cái này cả. Rồi tiếp theo là về cái kiểm tra, cái quan trọng nữa là cái màn hình. Thì sẽ có cái lệnh để mà test cái màn hình của các dòng LED, từng dòng LED cụ thể nhé. Thì em sẽ để cái link ở trên đây. Thì như con V35 này của em này, thì cái mã của nó sẽ là sao thăng 54 63 68 thăng sao 350. Đấy, thăng. Thì vào đây ấy, thì các bác sẽ test được chủ yếu là cái màn hình ở cái phần SCV menu này. Thì em sẽ đây phần LCD test này, thì mình chọn cái menu test này. Thì ở chỗ này nó sẽ có rất nhiều cái màn hình màu khác nhau đó, màu xanh đỏ tím vàng các thứ. Thì cái này cũng bắt buộc các bác phải tinh mắt thôi, các bác để cái màn hình màu xám này để xám này, và các bác nhìn kỹ cái phần trên cái phần đồng hồ này và những cái thanh điều hướng dưới này, các bác nhìn kỹ vào để ở các độ sáng khác nhau. Và các bác nên vào trong bóng tối, nên vào trong cái phòng tối, các bác nhìn nhé, xem là những cái chỗ này nó có bị lưu ảnh hay không, đấy.
tại vì những cái chỗ này là cái chỗ mà những cái phím điều hướng này, cái đồng hồ này nó hiển thị thường xuyên luôn ấy, thì nó rất là hay bị lưu ảnh ở chỗ đấy. Thì nói về lưu ảnh ấy, thì hiện tại từ V30 trở lên ấy, nó là dùng cái màn POLED mà, thì nó sẽ có hiện tượng, nó cũng tương tự như AMOLED thôi, nó sẽ có hiện tượng lưu ảnh đấy. Nó không như cái dòng trước đó là bóng mờ, là kiểu là dùng màn lượng tử thì nó là bóng mờ. Thì bây giờ từ V30 trở lên ấy, V30, V40, V50, V60 luôn đi, rồi G7, G7 thì không nói nhé, G7 là màn LCD thì có thể là cái việc lưu ảnh hoặc bóng mờ nó có thể không có hoặc là có thể rất là lâu mới có. Thì cái vấn đề màn LCD thì không nói, nhưng mà G8 đấy thì là nó đều dùng màn POLED cả, dẫn đến là có hiện tượng bị lưu ảnh ở đây. Thì cái việc lưu ảnh này thì do là nó cái hình ảnh nó đứng ở vị trí đó, cố định ở đó một thời gian khá lâu, đặc biệt là chữ đồng hồ này lúc nào cũng hiển thị rồi, cái ba phím hướng này cũng thế, nếu như các bác không ẩn đi thì lúc nào nó cũng hiển thị, thì dẫn đến là nó sẽ lưu ảnh ở những cái thanh hướng này, thanh điều hướng và cái đồng hồ này đầu tiên. Thì các bác chú ý những cái chỗ đấy, các bác nhìn kỹ vào, nhìn thật kỹ và nhìn nhiều lần, khi nào các bác phải đặt vào và để nhiều cái độ sáng khác nhau để các bác nhìn nhé, đấy, nhiều các màu khác nhau để các bác nhìn đấy. Thì cái này cũng bắt buộc các bác phải tính mắt thôi chứ không ai chỉ các bác được đâu, các bác phải nhìn thật kỹ thôi đấy. Nhìn thật kỹ những cái chỗ điểm mà mấu chốt này, như đồng hồ này, ba thanh điều hướng này đấy. Và tiếp theo là các bác nhìn kỹ toàn bộ màn hình, đặc biệt những cái mép màn hình này, những mép màn hình này xem là nó có bị không đều màu hay không. Tại vì ở cái con thời V30 ấy, nó có hiện tượng không đồng màu. Chờ đi, cho em 5 4 6 3 6 8 tăng sao 350 tăng men test à, sai rồi đấy. Thì ở hiện tượng ở V30 ấy, cái đời đầu của POLED của LG là có hiện tượng mà không đều màu, hay các bác còn gọi là loang màu ấy, thì nó có những chỗ mà xám hơn, có những chỗ trắng hơn ấy. Thì khi mà lên đến từ V35 trở lên rồi thì cái hiện tượng đó thấy là đã gần như không còn nữa rồi. Từ V35 là không còn hiện tượng mà bị loang màu, bị không đều màu nữa rồi, chỉ riêng V30 thì có thôi nhé. V30 có nhưng mà không phải con nào có, tuy nhiên là đa số là bị, nhưng mà có những con không bị, có những con rất là ngon đấy. Đấy là về phần màn hình nhé. Rồi tiếp theo là về phần áp suất. Về phần áp suất ấy, đây thì cũng dùng cái lệnh đấy thôi, đây này, dùng lệnh đấy và cũng dùng cái lệnh đấy. Và ở phần đầu tiên ở driver test này đấy, các bác mở tiếp và mở cái phần manual test này, thì các bác kéo ở phần bên dưới này thì có cái phần barometer test này, đây là phần test áp suất này đấy. Thì các bác ấn vào đây xem là cái giá trị nó có nhảy hay không đấy, ấn vào đây xem có nhảy hay không. Thì cái giá trị của cái máy của em thì nó mất áp suất rồi thì không nhảy được thì không nói, nhưng mà hiện tại bây giờ là cái việc test áp suất này cũng chỉ là cho có thôi. Tại vì bây giờ là khi mà người ta bán áp lưng này đều có gioăng để mà có thể làm lại được áp suất rồi, có nghĩa là áp suất nó vẫn nhảy. Có thể kể cả như thế nào, khi mà thay lắp lưng rồi hoặc là thay màn hình rồi, thay cảm ứng rồi thì cái áp suất nó vẫn có thể nhảy được. Cho nên các bác cái thông số này chỉ để mà các tham khảo thôi. Đương nhiên ấy, khi mà máy còn áp suất ấy, thì các bác có thể hiểu được là máy nó còn zin, còn ok, hoặc là nó đã được thay bằng linh kiện ngon. Đấy, linh kiện ngon thì nó vẫn trong nước, vẫn có áp suất bình thường mà. Nhưng mà khuyên các bác là nó có áp suất ấy, thì các bác cũng đừng nên nhúng nước nhé. Nó mà nhúng nước thì đương nhiên là lúc đấy nó còn áp suất đấy, nhưng mà chẳng may một chỗ nào đó nó hở nhẹ hoặc gì đấy, nó từ từ nó ngấm vào thì cũng chết. Hoặc là những cái khe rách cắm này, những cái chỗ lỗ loa này đấy, nó sẽ đọng nước ở đấy và lâu ngày nó sẽ bị ngấm ở trong. Đặc biệt là chỗ camera này, đấy, chỗ camera này, em nhớ là nó có một cái lớp giấy chống thấm nước ở trong này, dần dần nó sẽ thấm vào trong thôi đấy. Thì khuyên các bác là kể cả máy có áp suất thì các bác cũng đừng nên nhúng nước thì thiệt các bác thôi, chẳng ai bảo hành lỗi nhúng nước cả. Thực sự như vậy, kể cả hãng lớn như Samsung, Apple thứ, người ta cũng không bảo hành chống nước đâu. Kể cả các bác mua ở thẻ di động FPT chăng nữa thì họ cũng không bảo hành cho các bác chống nước thôi. Cho nên các bác đừng có dại chống nước,
Đấy, thật sự là như vậy. Hoặc là nếu mà các bác mua ở cửa hàng mà bây giờ, mà người ta bảo là cho các bác nhúng nước ấy, thì các bác nhúng tại cửa hàng luôn, nhúng tại cửa hàng nhé, chứ mua online ấy, thì các bác đừng nên nhúng nước. Chỉ khi mua trực tiếp mà người ta bao test là test nước thì các bác nhúng ok, nhưng mà vấn đề là khi mà nhúng thì các bác che lại mới, nhưng mà che như thế thì không có tác dụng gì nữa. Nhưng mà thường thường là khi mà nhúng ở cửa hàng người ta sẽ che lại cái lỗ mic hoặc là lỗ cắm hoặc là lỗ loa gì đấy, để các bác mục đích người ta chỉ che được test nước được những cái phần tiếp xúc giữa các cạnh với nhau thôi, còn những cái chỗ này người ta mục đích người ta sẽ không cho nước vào để mà sợ hỏng hóc sau này. Thì các bác đấy là cái các bác là cẩn thận quá thôi, nhưng mà cẩn thận quá như thế không tốt, tốt nhất là không nhúng nước. Rồi đây là phần áp suất nhé, nhắc lại cho các bác là áp suất bây giờ là có thể làm được rồi, nên các bác đừng tin áp suất nữa quá nhé. Rồi rồi tiếp theo là các bác sẽ test cái sim nhé, lắp sim vào, các bác lắp sim vào nghe gọi xem là nó có ok không, lắp sim vào nghe gọi xem nó ok không, thử cái loa ngoài của nó, thử cái loa ngoài của nó xem là, để em thử cái loa ngoài. Thử cái loa ngoài xem. Đấy. Thử cái loa ngoài xem nó có kêu ok không, nó có bị rè hay không. Đấy. Đặc biệt là sim nhé, các bác phải lắp sim. Ví dụ như máy nào có một sim thì các bác lắp một sim, còn máy nào có nó hai sim thì các bác lắp hai sim vào xem là hai sim nó có nhận bình thường hay không, đồng thời lắp cả thẻ nhớ nữa xem nó có nhận hay không. Đương nhiên là nhiều khi nhiều máy là phải nhiều máy là hai sim hoặc là một sim một thẻ nhớ thì các bác tùy chọn thôi, thì các bác test hết có sim nào thì các bác lắp vào sim đấy để xem là có sim ok không. Và các bác nhớ là mua lấy một cái sim mà nào mà có 4G nhé, 3G 4G, các bác lắp vào và bật 3G 4G lên xem là nó có 3G 4G hay không đấy. Thì đấy là về phần sim nhé. Còn tiếp theo ấy, là các bác sẽ test về cái phần camera và pin luôn. Thì các bác mở mở trình camera lên, các mở trình camera lên và các bác bật luôn cái flash lên, bật luôn cái flash lên, các bác chụp, vậy các bác chụp liên tiếp, các bác chụp liên tiếp xem là làm mấy phát à, các bác chụp mà này, các bác chụp liên tiếp à, các bác chụp cái flash, bật flash lên nhé, các bác chụp liên tiếp à. Đấy. Các bác chụp liên tiếp khoảng tầm chục tấm hoặc 20 tấm cũng được. Đấy. Chụp xong rồi quay phim bật flash lên luôn. Quay phim nữa bật flash lên. Đấy. Đấy, quay phim bật flash lên. Đấy. Để mục đích là xem kiểm tra cái camera là một này, và kiểm tra cái pin nó sẽ còn 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 ok hay không. Tại vì khi nếu mà pin nó bị chai bị yếu rồi ấy, nhiều khi là bật chụp ảnh và flash lên ấy, nó sẽ bị sập nguồn đấy, kiểu như vậy. Thì các bác đây cũng là cái nhỏ nhỏ thôi, thì các bác cứ quay một tí đi xem nó có vấn đề gì hay không, và các bác che cái camera này đấy, ví dụ như các bác che cái che cái camera lại xem là cái màn hình nó có đen hết hay không, đen hết nhé, nó không có điểm chết nào, đen hết luôn đấy, đen hết luôn thì là ok. Còn nếu mà nó có bị chấm đỏ chấm trắng gì đó thì có nghĩa là nó bị một hai lỗi về về điểm ảnh ấy, chết điểm ảnh ấy. Thì thực em như em thấy là người ta cũng phải không không hình như không bảo hành cái lỗi chết điểm ảnh này thôi, hình như phải từ 3 điểm trở lên mới mới bảo hành hay sao, thì cái đấy thì tùy tùy cái người bán thôi, thì các bác cũng nên test cái đấy. Tiếp theo ấy, là các bác kiểm tra cái vân tay nhé, tại vì những cái dòng LG ấy, từ V30, V35 này, V40 này, V50, hiện tại bây giờ này, tất cả LG luôn ấy, thì nó đều làm cái vân tay ở sau mặt lưng này này, sau nắp lưng này này. Thì cái dạng vân tay này ấy, nó là cái dạng rắc rắc tiếp xúc thôi, không phải rắc cắm nhé, nó chỉ tiếp xúc giữa cái mặt lưng này và cái mên thôi, nó có chạm với nhau thì nó tiếp xúc với nhau ok thôi. Giả sử như cái nắp lưng nó bị hơi bung lên chẳng hạn, hoặc là pin các bác bị phồng ấy, hoặc là lý do nào đó mà cái tiếp xúc nó không tốt nữa, thì nó sẽ làm cái cảm biến vân tay của bác chập chờn hoặc là mất luôn. Thì các bác nên nên test cái vân tay nhé, các bác vào cài đặt cái thứ, các bác setup vân tay cái thứ ok, và sau đó các bác mở nhiều lần đi, các bác mở 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 khóa một vân tay nhiều lần, ví dụ đây hãy mở một vân tay này, các bác mở nhiều lần và các bác
bóp bóp ở cái phần 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 chỗ này này, chỗ này này, chỗ này là chỗ tiếp xúc này, chỗ này là chỗ tiếp xúc nhé. Thì các bác nên bóp vào những cái phần này để mà xem là nó có bị ọp ẹp quá hay không. Đấy, nó cứng cáp là được. Thì hoặc là các bác nào mà bị lỗi mà mất vân tay thì đa số là phần tiếp xúc nó không được tốt nữa thôi. Thì các bác tắt nguồn đi và các bóp bóp cái này xem là nó có ok không, nó có thể là tiếp xúc lại. Hoặc là nếu các bác nào mà tháo, nếu các bác nào bị lỗi vân tay nó chập chờn ấy thì các bác có thể tháo ra. Đây là cái máy cũ nhé, không phải máy mới mua nhé. Các bác cũ bác tháo ra, bác xem là cái tiếp xúc của nó xem thế nào. Đấy, sẽ là phần vân tay nhé. Rồi tiếp theo là cái phần sạc này. Tại vì LG ấy, theo như các bác nói thì là nó khá là kén sạc, nhưng thực sự là em cũng không thấy nó kén sạc mấy đâu. Các bác cứ dùng cái hàng xịn là được, không riêng gì LG nhé. Các bác cứ dùng củ sạc xịn của Samsung, Oppo, tất cả củ sạc mà xịn đều ok hết. Các bác nào mà bị lỗi mà kiểu mà sân sạc nó bị mất sạc nhanh hoặc là sạc lâu vào chập chờn gì đấy thì đa số là em thấy là dùng củ sạc lởm thôi. Đấy, thì các bác nên dùng cái củ sạc chính hãng và dây nó phải ngon một tí, cắm ở đây là ok thôi. Thường thường là khi mà mua ấy, các bác sẽ được tặng cái bộ sạc cáp theo máy. Thực sự là em cũng không thấy là theo máy đâu, nó chỉ là cái bộ sạc cáp mà hàng linh kiện thôi. Có nghĩa là hàng linh kiện cũng là loại tốt đấy, nhưng mà nó vẫn chỉ là hàng linh kiện thôi, nó không phải là zin theo máy như kiểu là đập hộp ra có đâu. Thì nếu như mà thương gia nào đó uy tín thì người ta sẽ đưa cho các bác một cái bộ sạc cáp chuẩn. Hoặc là nếu các bác không tin tưởng cái bộ sạc cáp đấy thì các bác có thể mua một cái bộ sạc cáp ở ngoài riêng, và các bác không lấy cái bộ sạc cáp nữa thì các bác sẽ được giảm một tí tiền. Thì em nghĩ là mình nên mua, hiện tại ở Việt Nam em nghĩ mình nên mua một cái bộ sạc cáp ngon hãng thứ ba, Anker hoặc là OK gì đó, nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ ngon hơn và mình có thể dùng được cho nhiều hãng khác nhau, nhiều loại máy khác nhau luôn và dùng lâu dài được. Còn riêng về LG, của bộ sạc cáp LG cũng khá là ngon, nhưng mà em nghĩ thôi là các bác cũng nên dùng cái bộ ngon hơn thì nó sẽ đảm bảo hơn. Đấy, tiếp theo là về phần test pin nhé. Thì cái pin này thì khá là khó test vì các bác không thể test trực tiếp nó được, và các bác bắt buộc phải dùng 1 đến 2 ngày thì các bác mới phát hiện ra được. Thì như cách test pin đầu trước, đoạn trước ấy, thì là bật flash lên, bật flash lên và chụp ảnh nhiều lần xem là pin nó bị sụp không. Đây là cái test khi mà xem máy trực tiếp. Đấy, còn thực sự là muốn biết pin nó bền hay không thì các bác phải dùng 1-2 ngày các bác biết được. Thì cái như kinh nghiệm của em dùng ấy, là cái con V35 này của em này, khi mà máy nó còn mới ấy, thì pin nó sẽ phải được khoảng tầm 7 đến 7 tiếng rưỡi. Đấy, tầm đấy, hoặc 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng rưỡi, phải tầm đấy. Đấy là dùng những cái tác vụ bình thường như kiểu là Facebook, Zalo này, YouTube này, web này, và chơi cái game nhẹ thôi, như game Clash Royale này thôi. Chơi game nhẹ nhẹ thôi thì phải được tầm từ 6 tiếng rưỡi đến 7 tiếng rưỡi. Đấy. Và như nếu như pin còn ngon thì con V30 ấy, thì nó phải được tầm khoảng 7 đến 8 tiếng. Đấy. Con G7 nếu pin còn ngon nhé, dùng tác vụ bình thường ấy, thì con G7 thì lại pin không ổn cho lắm. Con G7 này được khoảng tầm từ 5 đến 6 tiếng thôi. Đấy, có thể là hơn một tí, nhưng mà con G7 hiện tại nó là pin nó đang là khá là yếu. Và tiếp theo là con V40 ấy, thì là con ấy pin nhỉnh hơn G7 một tí, thì nó phải được khoảng từ 6 đến 7 tiếng. Đấy, tầm đấy. Còn con G8 ấy thì pin của nó sẽ được khoảng tầm từ 8 tiếng đến hơn 8 tiếng. Và con V50 cũng vậy. Con V50 pin nó là 4000, con G8 pin nó 3500, nhưng mà hai con nó pin thực sự là nó cũng khá là xem nhau đấy. Con V50 nhìn hơn một xíu thôi. Hồi trước có nhiều bác là bảo là con con G8 ấy pin nó có 3500 thôi thì nó phải yếu hơn con V50 nhiều chứ, nhưng mà thực sự là con G8 pin nó khá là tốt. Nó có 3500 thôi nhưng mà nó gần đến bằng V50 đấy. Đấy, thì các bác có thể tham khảo như vậy. Còn đương nhiên là
các bác phải xem là các bác mua máy ở thời điểm nào mà nó được ra đời bao lâu rồi, thì nó càng lâu ấy, thì cái độ chai pin nó càng nhiều và pin nó sẽ bị giảm hiệu năng lên, chứ không thể nó như lúc đầu được. Thì như con B35 này gần 2 năm rồi, pin nó bây giờ em dùng những tác vụ bình thường thôi ấy, thì nó chỉ được khoảng 5 đến 6 tiếng thôi là căng rồi. Còn nếu như mà chơi game nhé, với hiện tại bây giờ nó 2 năm rồi, gần 2 năm rồi, thì chơi game liên tục, ví dụ game Liên Quân mà chơi liên tục ấy, chỉ được khoảng 3 đến 4 tiếng thôi đấy, nó chỉ được tầm đấy thôi đấy. Thì tiếp theo nữa là các bác không nên tin vào mấy cái phần mềm mà test pin ở trên 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 Android đấy nhé. Đấy, đặc biệt trên Android thì tất cả những phần phần mềm mà để test pin ấy, nó đều là ảo hết rồi, nó không có tác dụng gì mấy đâu, chỉ qua để cho các bác tham khảo cho vui thôi, đừng tin vào nó và cũng đừng đưa những cái thông số của nó lên hỏi anh em là tại sao pin của tôi nó bị chai như này rồi, nó như này như kia rồi. Các bác phải dùng, các bác cảm nhận thực tế thì mới biết được, chứ những phần mềm nó không không đánh giá được đâu. Ngay cả những phần mềm mà đánh giá pin như trên Apple hoặc trên Samsung nó cũng không chính xác cho lắm đâu đấy. Nhưng các bác pin các bác phải dùng các bác mới biết được. Rồi tiếp theo ấy, thì là về phần camera, thì các bác sẽ phải mở camera lên và các bác tùy vào những cái con máy nhá, thì có con máy là nó có góc rộng, có góc hẹp, có cả cam tele nữa. Thì các bác ví dụ nó có góc góc thường gọi là góc hẹp, thì các bác chọn những điểm đến lấy nét xem đấy, chọn những điểm lấy nét xem là nó có lấy nét nhanh hay không. Đặc biệt con V50 nhiều con bị ao nét ấy, bị lấy nét chậm ấy, nhiều con bị luôn đấy. Thì các bác xem là nó lấy nét nhanh hay không đấy, cam góc rộng này xem nó có rộng thật hay không hay là không rộng đấy. Và đặc biệt là cái cam tele ấy, thì nhiều 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 bác bảo là nó chẳng có tác dụng gì cả, nhưng thực sự là nó có tác dụng hết đấy. Em thì không phải là về dân chuyên nghiệp ảnh, nhưng mà không có cái gì mà người ta làm trên một con máy mà thừa cả, thừa người ta làm cái gì. Các bác nó có bị điên rồi mà nó làm thừa trên đấy, vì vừa tốn linh kiện vừa vừa không có tác dụng gì thì nó làm cái gì. Bọn kỹ sư nó không phải ngu đến mức cỡ đấy đâu, bọn kỹ sư của LG đúng là ngu thật, nhưng mà nó không ngu đến mức để mà làm thừa cái thiết bị ở trên đấy đâu đấy. Thì đương nhiên là nói bọn kỹ sư nó ngu thì không để hơi quá, nhưng mà thực sự là mấy năm gần đây họ làm cho fan LG quá là thất vọng luôn, họ chả làm được cái gì, họ chỉ có bắt chước theo những hãng khác làm thôi đấy. Tự nhiên làm cái tay hở sau làm giọt nước, sắp tới có khi lại đục lỗ nữa, thì họ làm anh em LG quá là thất vọng, cho nên mình cũng muốn nói thẳng là họ họ quá là ngu luôn đấy. Thà họ làm một cái máy kiểu như V30, V35 này nhiều anh em còn ủng hộ rất là nhiều, hoặc là làm một cái con máy mà như kiểu V10 thời thời đó nó có điểm độc lạ, nó khác những hãng khác ấy, thì anh em rất là yêu, anh em rất là sẽ ủng hộ thế. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đi theo cái xu hướng của gọi là xu hướng đấy, thì cái xu hướng mà xu hướng dở hơi ấy, thì những anh em mà fan chân chính ấy, không bao giờ anh em mình bảo là không một anh em nào thích luôn đấy. Thế là về phần test camera nhé. Tiếp theo là một phần phải nói là rất là quan trọng luôn, mà nhiều anh em dùng LG có thể là bị, đó là cái anh mua mua máy nhưng mà không không khôi phục cái gốc lại. Thì tại vì sao? Vì nhiều con máy LG ấy, nó như kiểu là cái dạng bị mặt khóc ấy. Mặt khóc là cái dạng mà máy của nhà mạng này nhưng mà bị mất hoặc bị ăn trộm đấy. Nhưng mà người người ăn trộm đó ấy, người ta muốn dùng cái máy đấy cho à quên, người chủ của máy đấy ấy, người ta báo lên nhà mạng là máy tôi mất, và cái nhà mạng đấy sẽ khóa cái email lại, và người trộm, cái thằng trộm mà muốn dùng cái máy đấy thì nó sẽ phải chạy cái ROM khác, chạy cái ROM của nhà mạng khác thì nó mới sử dụng được cái máy đấy. Nhưng mà khi mà chạy như vậy thì khi mà KDZ này, KDZ là cái việc mà up ROM có thứ ấy, KDZ này rồi, hoặc là khôi phục cái đặt gốc nhé, nó có thể dẫn đến hiện tượng mà bị mặt khóc, có thể là bị khóa lại cái máy đấy. Thì các bác khi mà mua ấy, bất kể của ai đi chăng nữa, thương gia hay là của người dùng, bất kể ai nhé, nếu như người ta không cho đi reset máy, không cho khôi phục cái đặt gốc, thì coi như thằng đó là thằng mất dạy, khỏi thằng luôn, khỏi thằng bảo thằng nó luôn, nó là thằng mất dạy luôn đấy.
phải reset được máy nhé. Các bác là không reset máy thì các bác bị lỗi, các bác ráng chịu thôi. Phải reset được máy đấy, phải reset thì các bác vào phần sao lưu này thì phải đây, sao lưu không phải, không phải sao lưu vào cùng ở cái phần đâu rồi, lâu rồi không nhớ. Đây ở cái phần khởi động lại và xác lập dữ liệu gốc này, xác lập lại này thì các bác xác lập lại dữ liệu gốc này để các bác có thể này. Đấy thì nhắc nhắc các bác lần nữa nha, các bác phải khôi phục được cái gốc, khôi phục cái gốc mà ok không sao đó, thì các bác mới lấy máy nhé. Còn không khôi phục được hoặc là các bác quên ấy, thì chịu đấy, thì các bác chắc chắn phải khôi phục được cái đó gốc và ok khởi động lên bình thường, sử dụng lắp sim vào bình thường, nghe gọi bình thường thì máy đó mới là máy ok. Còn các bác thằng nào mà không cho các bác khôi phục cái đó gốc ấy, thằng đấy là thằng mất dạy, nói thẳng với nó luôn như vậy. Tiếp theo là về cái phần của riêng con V50 thôi nhé. Con V50 thì nó lại có một cái lỗi mà riêng một tí, nó là nó bị cái hiện tượng mà nháy màn hình, nháy cái mình nó hơi chấp nháy cái kiểu mà tần số của, ví dụ như là mình quay cái phim mà quay những cái bóng đèn hình quang thì nó sẽ bị nháy vậy. Thì riêng con V50 thì bị, thì là một phần ấy, mình nghĩ là do cái cục sạc nó không được chuẩn thôi. Mình nghĩ là vậy thôi, nhưng mà khá là nhiều anh em bị, kể cả dùng cái cục sạc zin theo máy ấy, cũng có anh em bị. Thì mình đã nghĩ là cái lỗi này nó là do cái chất lượng sản xuất của LG với con V50 không được tốt cho lắm thôi. Nhưng mà các bác nếu như mà nó đã lỗi mà chung như thế rồi, thực sự là bây giờ bảo lỗi chung ấy, thì nó phải là con nào bị thôi. Nhưng mà đây mình cũng không thể khẳng định nó là lỗi chung được, vì nó là có con bị con không. Thì các bác nào mà xui mà bị ấy, thì các bác cũng nói với người bán là xem có đổi được máy hay không. Nếu mà người bán ok, uy tín ok cho đổi máy ấy, thì là ok. Còn nếu như thằng nào đó mà không cho bác đổi máy ấy, thì đương nhiên là các bác cũng có thể là bóc phốt người ta hoặc gì đấy, nhưng mà cái lỗi này cũng không nên đổ lỗi cho người bán, vì cái lỗi V50 bị nháy màn nó cũng khá là phổ biến đấy. Nhưng mà để khắc phục được cái lỗi đấy thì ở trên hội có một số bác mà đưa ra một số cách, như kiểu là cho một cái cục từ vào đó để chống nhiễu ấy, thì cũng có bác làm được, có bác không làm được. Thì nhưng mà nếu như riêng em khắc phục nó sẽ là em sẽ mua một cục sạc xịn của hãng thứ ba Anker hoặc là em dùng, hoặc là em sẽ dùng cái cục sạc dự phòng của hãng. Thường thường em hay dùng cục sạc dự phòng, những cái thiết bị đắt tiền hoặc những cái thiết bị mà có giá trị ấy, thì em thường thường dùng cục sạc dự phòng này cho nó ổn định đấy. Thì riêng về phần V50 thôi nhé, đó hiện tượng nháy màn hình ấy, thì các bác nên mua một cục sạc cực xịn ngon luôn đấy, để dùng không chỉ riêng cho V50 mà những cái thiết bị khác của bác nữa. Rồi và nếu mà có điều kiện thì mua một cục sạc dự phòng xịn nữa dùng cho nó ngon. Còn đa số là những cái lỗi đấy em nghĩ là do cái củ sạc nó không tốt thôi. Rồi tiếp theo là nói riêng về con G8 ấy, thì con G8 bây giờ là có hai bản, một là bản 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 Hàn và một bản Mỹ. Thì bản Hàn thì nó có ở sau này nó có 3 camera nhé, còn cái bản Mỹ thì nó chỉ có 2 camera thôi. Và việc mà chất lượng của chụp ảnh của cái bản Hàn và bản Mỹ ấy, thì mình đương nhiên mình sẽ đánh giá là cái bản Hàn sẽ cao hơn rồi, kiểu gì nó sẽ có cái ưu điểm hơn, nó cả ba camera mà nó camera tên nữa thì nó sẽ chắc chắn sẽ có ưu điểm hơn. Còn các bác tùy các bác nghĩ sao thì nghĩ đó. Và tiếp theo là ở bản Hàn ấy, ở con G8 ấy, nó sẽ không có cái loa thoại ở đây đâu, nó không có loa thoại nhé. Đấy và khi các bác muốn nghe loa thoại ở con G8 ấy, các bác phải đặt cái tai vào ở giữa cái màn hình như này này đấy, chứ các bác đặt như này này thì nghe nó nhỏ cực nhỏ luôn. Các bác phải đặt giữa cái tai này, đặt giữa cái màn hình như này này đấy, thì nó mới nghe loa thoại nó to được. Thì đấy là điểm hạn chế con G8 nhé, chứ không phải lỗi nhé. Nó là do nó không có loa thoại mà nó dùng cái màn hình nó là một cái loa thoại luôn, thì đấy là nó có hiện tượng như vậy thôi, đấy không phải là lỗi nhé. Nếu các bác dùng G8, các bác muốn mua G8 thì các bác phải chú ý cái đấy. Tiếp theo nữa đấy là về phần các bác sẽ chọn bản Hàn hay là bản Mỹ đấy. Thì cái phần này tranh luận là bao nhiêu năm nay rồi ông nào cũng cũng hỏi là mua bản Hàn hay bản Mỹ.
Thì đối với cá nhân em nhé, em sẽ khuyên các bác mua bản Hàn, tại vì bản Hàn nó chỉ có mỗi nhược điểm của nó là nhiều áp rác thôi, nhưng mà những áp rác đấy mình có thể tắt được hoặc là dùng lệnh ADB để mà xóa nó được đấy. Nhưng mà nó có rất nhiều ưu điểm là cập nhật OTA bình thường này, các cập nhật nó cũng nhanh hơn này đấy, và sóng, nhất là sóng sánh của nó ổn định hơn rất nhiều. Mình không nói là mạnh nhé, mạnh hay yếu thì tùy tùy vào cái nơi các bác đang ở nữa. Các bác không thể các bác đứng ở một nơi mà các bác đánh giá được cho toàn bộ máy Hàn, toàn bộ máy Mỹ đâu, bác không thể đánh giá như vậy được. Nhưng mà đối với cái kinh nghiệm của đương em thôi, và của cũng bao nhiêu năm nay dùng LG và theo dõi hội trên trên các hội nhóm này, thì bản Hàn sóng sánh kiểu gì nó cũng ngon hơn. Còn những ông nào mà bảo là bản Mỹ ngon, bản Mỹ nào là bản Mỹ hoàn thiện của nó, chất lượng châu Âu rồi các thứ, nói chung là chất lượng quốc tế rồi các thứ, nó phải ngon hơn các thứ. Mình thấy toàn là ông bán toàn là những ông bán hàng mà nói như thế thôi. Tại vì giờ máy Mỹ, máy máy Hàn từ bao đời kéo gì, máy Hàn bao giờ cũng đắt hơn máy Mỹ, đắt hơn thậm chí cả triệu luôn, 2 triệu luôn, thì chẳng có lý do gì mà Mỹ nó ngon như vậy mà giá nó rẻ được đấy. À, các bác sẽ bảo là máy Mỹ nó nhập qua đường Trung Quốc thì nó sẽ rẻ hơn, còn máy Hàn thì nó nhập trực tiếp từ Hàn về thì nó đắt hơn đấy, thì cái lý do đấy không đúng đâu. Máy Mỹ ấy, nó chỉ được một cái là không có áp rác thôi, không có rác mấy đấy, nhưng mà nó có rất nhiều cái hạn chế. Thứ nhất là không không OTA được này, hoặc là có OTA được thì như là có mỗi cái bản bản AT&T sao mình không nhớ, nhưng mà đa số đều không OTA được đấy. OTA là cách cập nhật mà trực tiếp trên máy này này, các bác nào không biết là OTA là cái gì, thì là cái phần cập nhật trực tiếp trên máy mà không cần dùng đến máy tính, không dùng bất cứ một cái gì, cập nhật trực tiếp trên máy, đó là OTA. Thì bên Mỹ thường thường là không có. Và thứ hai nữa là phần sóng sóng sánh của máy Mỹ, thì bao năm nay em dùng, bao năm nay theo dõi xã hội chỉ có thấy mấy cái bác mà dùng máy Mỹ than than thở về sóng yếu thôi, chứ chả thấy ông nào dùng máy Hàn mà than thở sóng yếu cả. Và đặc biệt là các bác không nên chọn cái bản Nhật nhé, Nhật ấy, sóng nó còn yếu hơn nữa. Tại vì cái con V35 này này nó lại có hai bản, một bản là bản V35 Hàn, nó là V35 ship, còn có bản V35 của Nhật, V35 của Nhật về bản là AU ấy, thì nó thực ra cái bản V35 của Nhật ấy nó chỉ là cái con V30 cộng thôi, và nó chỉ gắn cái mác tên là V35 thôi, còn thực ra là cấu hình của nó là V30 cộng hết. Và chip của nó nhé, chip của nó của con V35 Nhật ấy nó chỉ là 835 thôi nhé, còn chip của con V35 Hàn này nó là 845 đấy, và RAM nó 6 GB, còn của Nhật ấy nó chỉ có 835 và 4 GB RAM thôi. Và đặc biệt sóng sánh của Nhật ấy nó khá là lởm, thật sự em thấy nó khá là lởm luôn. Và đặc biệt là về phần OTA này không có này, rồi gì nhỉ, OTA như không có, đúng rồi, hoặc là có thì rất là lâu thôi. Và tiếp theo là phần 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 để mà vọc được ROM của con máy Nhật ấy, khá là khó khăn. Các bác dùng máy Nhật thì các bác không phải nói là dùng máy Nhật khá là nhục. Tiếp theo là về nói về phần đột tử nhé, đột tử nhé. Tại vì cái LG cái dớp đột tử nó vẫn 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 đeo đẳng đến mãi bây giờ luôn. Thì em sẽ nói cho bác khỏi khỏi phải lăn tăn nữa là về phần đột tử ấy, thì là từ cái con V20 trở lên rồi, V20 này, V30, có thể từ V20 trở lên ấy là cái hiện tượng đột tử đã không còn nữa nhé. Vẫn có máy chết nguồn nhưng đó không phải là đột tử, hoặc là có đột tử đấy nữa thì cái số lượng nó quá là ít luôn. Đặc biệt con V20 thì cái số lượng đột tử nó quá là ít luôn, và nó không phải là hàng loạt nữa. Đặc biệt từ V30 trở lên ấy nó đã không còn đột tử nữa rồi. Cho nên các bác từ V30 trở lên ấy, V30, V35, V40, V50, G7, G8, đấy, các bác không phải lo về chuyện đột tử nữa nhé. Em khẳng định với các bác lại một lần nữa là thằng nào mà vẫn còn tin đồn đột tử về những cái dòng từ V30 trở lên nữa là thằng đấy nó mất dạy, nó thể nói luôn đi. Và những cái dòng mà tiệm cận đến cái dòng không đột tử nữa là cái dòng như kiểu là V20, V20, G6 ấy, G5, G6 ấy, thì nó vẫn còn hiện tượng đột tử nhưng mà nó rất là ít thôi, nó không phải là phổ biến nữa, nó chỉ có một hai con hoặc là nhiều con, nhưng mà nó
phải nói là cực kỳ ít. Nó không như cái dòng G4 và V10 nó đột tử hàng loạt sau 1 đến 2 năm sử dụng là nó đột tử hàng loạt như như thời G4 với V10 đã đâu. Đấy, cho nên là các bác về phần đột tử các bác yên tâm mà dùng từ V30 trở lên dùng thoải mái luôn. Các bác cày game mọi thứ ok hết. Đấy. Tiếp theo nữa là phần về phần bóng mờ ấy, thì cũng từ con V30 trở lên rồi nó không còn hiện tượng bóng mờ nữa đâu, mà nó thay vào đó là lưu ảnh. Lưu ảnh thì nó giống như kiểu với màn AMOLED của Samsung ấy. Đấy, từ ngoại trước em cũng nói rồi đấy, thì từ V30 trở nên nó không còn bóng mờ nữa mà trở thành lưu ảnh, thì tùy theo cách dùng của các bác nó sẽ lưu ảnh nhanh hay chậm thôi. Các bác chịu khó ẩn cái điều hướng đi, ẩn điều hướng đi là nó sẽ đỡ đi rất là nhiều. Rồi tiếp theo nữa ấy, là về với phần mà chơi game trên LG ấy, thì em khuyên các bác là mua LG ấy, thì các bác không nên mua nó để mà chơi game. Tại vì thực sự là cấu hình của nó khá là mạnh đấy, chip đều là chip Snapdragon hết, nhưng mà cái việc mà chơi game của nó ấy, do LG làm phần mềm nó có thể người ta bóp hiệu năng nó một chút để mà máy nó đỡ nóng hơn được gì đấy, đến mục đích của LG thôi. Nhưng mà hiện tại thì là nếu như mà các mua LG về để chơi game thì không nên nhé. Nó vẫn chơi được thôi, nó vẫn chơi được. Em cũng đã có mấy clip test liên quân trên cái V35 này rồi, chơi vẫn rất là ổn. Nhưng mà không hiểu sao các bác khác ấy, thì các bác vẫn than thở rất nhiều về việc chơi game trên LG. Đấy, rất nhiều luôn. Nhưng mà không hiểu sao là các bác vẫn chọn LG để chơi game. Thì chắc chắn một vị em nghĩ là chắc chắn một lý do đó là vì nó rất là rẻ. Nó rất là rẻ luôn. Đấy. Và các bác ham rẻ thì các bác hay mua. Mà em nói thật với các bác là các bác ham rẻ mà muốn chơi game tốt thì các bác nên chọn Xiaomi đi, hoặc mấy con mà chuyên chơi game như có mấy con gì đấy, Backsat hoặc Rock Phone gì đấy. Đấy, các bác muốn chơi game, các bác là cái dạng cày game ấy, thì các bác mua những con để chuyên game đi. Còn những LG nó chỉ mạnh về phần màn hình này, camera này, camera chỉnh tay này, rồi giải trí nghe nhạc các thứ thôi, nó phải phần giải xuyên về giải trí nhiều hơn. Còn chơi game ấy thì em thấy là em thấy không hiểu sao, em không phải đánh đồng tất cả, nhưng nhá, nhưng mà đa số thấy mấy ông chơi game đều rất là trẻ trâu, thật sự là như vậy. Không phải đánh đồng tất cả, em cũng chơi game thôi, nhưng mà chơi game cho nó vui để test máy thôi, chứ em không đam mê vào cái game nào cả. Nhưng mà đa số những cái ông chơi game ấy, em thấy thôi nhá, nhiều ông đa số chỉ biết chơi thôi mà chẳng biết tìm hiểu gì về máy, rồi chẳng biết gì về LG đâu, cứ thấy nó rẻ rồi đâm đầu vào mua rồi chơi thì không được, thì xong rồi lại bảo là LG như vậy đấy. Đấy thì các bác mà chơi game ấy, thì em khuyên là không nên dùng với LG. Đấy, mua những con iPhone mà chơi rồi. Tiếp theo nữa ấy, là nếu như các bác mà thấy mà việc mà chọn được một con LG quá là khó như vậy, hoặc là các bác không có kinh nghiệm, không có chút gì về test máy ấy, hoặc là mắt các bác không được tin tưởng ấy, thì các bác có thể là nhờ em trung gian qua em giới thiệu, hoặc là qua mua qua em cũng được, hoặc là các bác có thể là không tin tưởng vào người bán ấy, thì các bác có thể qua trung gian là em nhé. Em làm cái này hoàn toàn free thôi, không có lấy tiền của các bác đâu. Thì ví dụ như mà hai người mà không biết nhau, hai người mua và bán không biết nhau ấy, thì các bác có thể là qua em giữ tiền cho cả hai bên. Ví dụ như ông bán có thể chuyển tiền cho em, khi mà em nhận được tiền rồi ấy, thì em sẽ báo nói với người mua là người bán ông mua chuyển tiền cho em, và em sẽ nói với ông bán là ông mua ông chuyển tiền tôi rồi đấy, ông ship máy cho ông bán, ông mua đi, bán ship máy cho ông mua đi. Thì khi mà ship máy, ông bán ship máy cho ông mua ok rồi, ông mua nhận được máy rồi ấy, test máy ok rồi, thì em sẽ chuyển tiền cho người bán. Đấy, thì cái cách này ấy, nó sẽ các người bán sẽ nhận được tiền chậm hơn một tí, nhưng mà nhé, cả hai bên người bán và người mua ấy, đều không sợ bị vấn đề gì về nền lừa đảo chẳng hạn. Ví dụ giả sử những người bán ấy ship hàng cho người mua ấy, nhưng mà sợ người ta không nhận máy thì mình sẽ mất tiền cầm, mất tiền ship chẳng hạn, thì em đã giữ tiền của người ta rồi mà, thì nếu như mà không nhận thì em vẫn chuyển lại cái tiền ship đấy cho người bán mà. Đấy, hoặc là người mua cũng thế, giả sử chuyển tiền cọc rồi nhưng mà sợ là người bán người ta không chuyển máy chẳng hạn, thì
ship cho em cái chuyển khoản cho em rồi ấy, thì em sẽ giữ cái tiền đấy và người ta không chuyển máy cho bác thì em lại trả lại thôi. Đấy thì có nghĩa là một cách nào đó để mà tạo sự tin tưởng giữa hai bên, còn đặc biệt là hỗ trợ các người mua thôi. Người mua đấy là nó sẽ an toàn cho người mua và an toàn cho cả người bán nữa. Nhưng mà nhiều ông bán thì lại khá là khó chịu, tại vì tự nhiên lại phải có thằng khác giữ tiền cho mình, lại không thích, lại bảo là tôi không cần biết, tôi ông mua của tôi phải chuyển khoản cọc cho tôi, nếu mà không cọc thì tôi không bán. Thì đương nhiên đấy là việc của các bác, nhưng mà các bác làm như thế thì các bác có thể bán máy chậm hơn hoặc là bán cho người quen thôi, các bác bán cho người nào mà biết các bác thôi. Còn ví dụ người ta không biết bác là ai, không biết người bán là ai thì người ta làm sao mà có thể tin tưởng ở các bác, thì người ta phải qua trung gian là em chẳng hạn hoặc một người nào đó uy tín. Còn các bác nếu như mà hai bên mua và bán đều không tin tưởng em thì chịu nhé, không nói được nữa. Rồi trên đó là những cái cách mà có thể các bác một số kinh nghiệm và một số cái cách để mà chọn máy cho các bác nào mà chưa biết. Thì các bác nào mà có những cái cách nào nữa hoặc là có những phương pháp nào nữa hay nữa thì các bác comment ở bên dưới để cho em, để cho các bác khác tham khảo nhé. Thì cái clip này nó rất là dài, thì nhưng mà đó là những cái kinh nghiệm của em dùng LG mấy năm nay rồi, và với tư cách là một cái admin của hội LG, em muốn đứng ra để mà làm trung gian cho các bác các thứ đều để mục đích là không ở trên hội không có cái chuyện lừa đảo nữa. Nhưng mà thực sự là cái điều này quá khó vì nhiều bác không biết em, hoặc là các bác không thích cách làm việc của em chẳng hạn, thì hoặc là nhiều khi các bác thấy thằng này nó rảnh quá, hoặc là tại sao lại không có thằng mà làm tất cả những việc free như này, thấy nó nghi ngờ quá, thì các bác ghi thằng những cái bác như vậy thì em chẳng biết nói gì cả. Nhưng mà thôi, việc mình cứ làm thôi, mình làm được giúp được cho ai thì giúp thôi, còn tùy các bác hiểu như thế nào thì hiểu, đấy là việc của các bác mà, mỗi người một tính, không thể là bắt các bác là phải tin em hết được. Rồi thì hy vọng là cái clip này ấy, nó sẽ giúp ích được cho những các bác mới một tí. Rồi ok, chào các bác.